Em chào anh. Vâng, em chào anh ạ. Anh cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, anh đang ở đâu? Em là Vũ Văn Thung ở Đồng Kỵ, thị xã Bắc Ninh. Hôm nay em sang hình của anh thì anh kể cho biết về quá trình ngày trước anh bị làm sao? Trước mình về thoát vị đến được A1 đến A4, mình đi chụp phim ở Bình Mai. Vâng. À, anh đau như nào mà anh biết mình bị thoát vị đấy? Mình cũng đau là đầu tiên là nó đến xuống chân, sau này là nó chạy không đứng được và bị vẹo người và phải bò lên cầu thang. Cơn đau của anh kéo dài bao nhiêu thời gian? Cơn đau mới lúc thì nó kéo dài 10 phút, lúc 15 phút thì cứ mới nằm thì nó lại đỡ đỡ lại nên lại ngồi ít nó lại bị. Duy trì trong vòng mấy tháng anh còn nhớ không? Duy trì nó mất vào lúc mà chưa quen lương y Đại Văn Thoan thì mình cũng đi chữa cờ bằng với trên Thái Nguyên là cũng mất vào 5 rưỡi, thì năm sau này thì mình mới gặp được lương y Đại Văn Thoan. Trước khi về thuốc thì anh đau đớn kịch liệt là mất bao thời gian? Kịch liệt là mình đau có lúc cơ khá ngày lúc nào cũng thấy đau. Vâng, kéo dài mấy tháng còn nhớ không? Kéo dài mất vào hơn năm. Lúc đó anh đi lại, biểu hiện của anh có đau đớn lệch người như nào, anh kể cho em biết. Mình bị vẹo hẳn một bên đít và một cái chân nó bị teo đi và không chạy được, phải bò lên cầu thang. Nhưng mà đến cháu nhỏ mới sinh ra mà muốn bế cháu còn không bế nổi. Anh kể cho biết những thuốc điều trị, những pháp như nào? Thầy thuốc cho mình thuốc sắc và uống với là thuốc đắp. Uống của thầy đưa cho nhà bà rơi vào mấy tháng thì... Mới đầu bệnh tình của anh uống thuốc có đau lên hay giảm luôn? Lúc uống tháng đầu tiên nhà mình thấy đau hơn. Đến tháng thứ hai thì nó dịu dần. Anh uống bao liệu trình thì anh đi lại bớt lạnh người hơn và khỏi lạnh người? Lúc mình uống đến tháng thứ ba nhà nó đỡ đau và hết lạnh người. Sang tháng thứ tư, thứ năm thì cảm tưởng nó dịu hẳn đi, không thấy đau nữa. Ngày trước anh đau bên nào và đi lệch người và teo chân bên nào nhiều? Mình đau bên phải và teo bên chân bên phải. Lúc đó anh có đi lại được dài không? Mình chỉ đi đâu tầm đo 10 mét mình đã phải nghỉ và mới lần rồi. Đi lại được? Mới lần đang ngồi, cứ đi... Lúc đó mọi sức hàng ngày đi lại, đại tiểu tiện và có phải người trợ giúp không? Mình tinh phải bò. Bò đi chứ đêm khuya phải bò, vợ con nó mình cũng phiền. Sinh hoạt ngày rất là khó khăn đúng không? Rất khó khăn và không làm được một cái gì hết. Lúc đó cái cảm tưởng của anh và cái suy nghĩ của anh có chán nản về bệnh tật mình không? Mình rất chi là chán, mình nghĩ bảo với vợ bảo là nếu bệnh tật như thế này thì sống này chán lắm, không làm được gì một mà không giúp được vợ con một cái gì, rất chi là chán, lương tâm của mình rất chi là chán nản. Vâng. Anh thoát vị từ N1 đến N4. Lúc đi chụp phim bác sĩ Chính ở viện và anh có điều trị mổ hay không? Bác sĩ bảo cái là ra bảo người nhà làm giấy nhập viện để mổ luôn, chứ cái này là nó đã bị nặng nhiều rồi. Dạ vâng. Ngày trước anh điều trị hơn một năm ở một số thầy thuốc mà bệnh tình anh có hiệu quả không? Mình uống vào không thấy hiệu quả gì mà càng uống nó càng đau. Dạ vâng. Mình uống ở người trên Thái Nguyên thì mình uống vào mất 3 tháng, còn trên Cao Bằng mình uống vào mất 4 tháng. Mình không dám mà thấy đau hơn. Đầu tiên là mình chạy vẹo xong uống vào thì thấy lại còn không chạy được với bò. Nhưng từ ngày mà gặp lương y Văn Thoan thì mình uống đến tháng thứ 3 đến tháng thứ 4 thì mình thấy dịu đi, là mình thấy chạy được và thấy đi xe siếc đi chạy bình thường, nó còn nó kêu được. Ngày trước là cơ duyên nào anh biết nhà thuốc của em? Thì cũng về đi ăn đồng kinh xóm thì một bạn Hương ở đồng kinh xóm giới thiệu cho mình là thế bàn thùng gì đấy, mình bên thoát vị đít đệm thì Hương báo cái thế thì tôi giới thiệu cho nên lương y Đại Văn Thoan, thì mình cũng vì đồng kênh xóm với nhau là em thì bạn giới thiệu mình lên. Tổng cộng anh điều trị nhà thuốc là bao nhiêu tháng? Mấy tháng và bây giờ mình đỡ được, mình khỏi được 5 tháng rồi. Hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Rồi, cũng làm được trước làm 10 giờ làm được 70% rồi. Anh đi lại biết còn lệnh người nào không? Không, mà cũng không thấy đâu, thì cũng mới đây là mình không nên làm nặng quá thôi, làm nặng thì nó hơi bị rức thôi. Hiện tại là anh khỏi 5 tháng rồi đúng không ạ? Bây giờ công việc hàng ngày anh còn đi rất là bình thường, lao động bình thường chưa? Lao động bình thường rồi, có mới là mình đừng nên ôm quá tải giống ngày trước thôi. Anh có tham gia môn thể thao nào không? Mình bây giờ đi đá bóng được rồi. Ngày trước đau như vậy là không đi được đúng không? Không, chạy bình thường không chạy được thì đi đá bóng làm sao được. Hôm nay em sang phỏng vấn hình ảnh của anh, chúng tôi anh điều trị nhà thuốc tổng tất cả là 7 tháng đúng không ạ? Đúng. Mà anh khỏi được 5 tháng rồi. Hiện tại em có đau không? Không. Thế mặt đá thuốc em cảm ơn anh.
Và anh có cảm nhận là thuốc em điều trị bệnh của anh có hiệu quả không? Hiệu quả thì mình mới được như thế này, chứ không hiệu quả thì sao mình được như thế này mà đi đá bóng được mấy cái anh em được, mới không làm sao mà làm ăn được bình thường như thế này. Mình cũng cảm ơn thầy thuốc Đại Văn Thoan đã chữa được cho mình được như thế này. Em cảm ơn anh và chúc anh ở Đại Đình luôn khỏe. Vâng, em chào anh. Rồi, cảm ơn em nhé. Thế thì thôi, cảm ơn em. Đừng có gì nữa. Tại cả gia đình thì mình cảm ơn thầy thuốc Đại Văn Thoan. Vâng. Ná bó được cho ăn cảo đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho ăn khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắt ra. Lá bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra đổ rượu cho đều. Dùng thìa đảo lá thật đều lên. Dụng cụ gò lá gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của xẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô. Dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay. Ta quấn bốn đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh. Sau đó ta dùng kéo cắt vào đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài, người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được, người đã vào vị trí bị bệnh. Cháu chào bác ạ. Bác cho em biết về họ tên địa chỉ bác ở đâu? Tôi tên Đỗ Yên Sách. Dạ. Quân Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội. Vâng. Bác bị làm sao bác đến nhà thuốc? Thì trước kia là nó cứ bị đau lưng. Dạ. À,
Đấy, thế thì đã đi mổ một lần năm 2010 rồi. Vâng. Thế thì từ năm 2010 vừa rồi, cách đây khoảng một tháng. Dạ. Tự nhiên đi, thế nên nó lại cứng hết hai bọc tròn không đi được. Dạ vâng. Nó lại sưng lên. Dạ vâng. Đấy, sưng lên thế mà cách đây khoảng 4 ngày thì có những cái tròn bên phải nơi đi giờ nó đâm thuộc. Dạ. Vâng. Đi lại là lệch người nó. Lệch người thì cũng chưa hẳn là lệch, nhưng dạ, vâng. Cái tròn nơi đi nó không đá được lên. Vâng, đi là mai chân nó. Vâng. Vâng. Đi cái kiểu nó vơ dạ rồi. Vâng, bác đau như nào? Đầu tiên đi nó chỉ có, đương nhiên thì nó chỉ có đi nó không đi được, nó cứ cứng hai bụng tròn. Dạ vâng. Lên đuôi. Dạ vâng. Dạ. Thế sau rồi thì nó cứ sưng dần dần, sưng dần dần. Vâng. Vừa xong nhóm trang phim thì bác bị thoát vị đốt sống cổ nhá. Vâng. Hoài hóa kèm, đặc biệt là bác bị thoát vị đốt sống lưng từ N1, N2, N3, N4. Và trượt N4, N5 nhá. Kèm mà thoái hóa nặng nữa. Bây giờ chân bác là đang bị sưng và phù vì nó chèn đến thần kinh mà nhá. Hôm nay bác đi nhà thuốc, cháu cái đập tắp không uống nhá. Thì bác nằm xuống giường cháu đi. Bác nằm xuống giường. Cái sưng phù đi lại nơi vâng. Màu hả? Rồi bác sưng bên trên thế nào nhá? Hai chân đều như nhau, một chân trái thì có gì. Chân phải. Bác người hai tay xuống đi. Đặt hơn người hai tay xuống. Đây là chân của bệnh nhân. Chân bên này là sưng. Đấy, chân bên đây là đi đâm vừa dạ đâm thủng. Dạ vâng. Còn chính chân bên đây là sưng to hơn. Vâng. Chân bên trái là sưng to hơn. Bác ngủ ở Việt Nam. Việt Đức. Bác ngủ được mấy năm rồi? Bác ngủ năm 2010 đấy. Bác nghiêng người nghiêng này nghiêng này chọn. Đó. Hiện tại bệnh nhân đã mổ phẫu thuật rồi nhé. Bác bị đây. Bác bị rất là nặng nhé. Thì sau mấy năm 2010 à? Sau 8 năm, 9 năm đúng không? Là tái phát nặng. Đó. 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Bác đến mức thì cháu bác không uống nhé. Cái mổ bác có sẹo như trứng sẹo này để lại sau mổ nhé. Ai bắt chúng đây? Đến thời thì báo cáo với bác là bà xã đấy với thằng con dài rồi dạ. Tìm hiểu chỗ anh em nhất là thằng Hùng Hón dạ, vâng. Thằng Hùng Hón thì nó để gọi tôi một câu dạ. Nhưng mà ngoại thì nó cũng xa rồi vâng. Anh vừa này trước anh bị phát gì đèn với xem cái đèn đấy dạ. Cùng chị mổ người nhà ông ở nhà ông ạ dạ. Giờ anh hỏi hoàn toàn chưa? Giờ chúng nó tôi thì ở nhà chả có đi đến đâu mà cũng chả có biết giờ mọi người. Nhưng mà ai mách bác xuống nhà thuốc? À đấy là chưa nói chuyện bác bà xã bà ấy hỏi thăm thế mấy anh con trai đây à. Hỏi thăm thế thì người ta chỉ kể. Đấy trước khi đắp nhá thì làm bó đắp sao là anh nhìn nhá. Vâng. Đắp bệnh nhân có thể dùng một tấm vải khăn mặt lại được nhá. Hoặc có thể cuốn từ 5 đến 3 tờ giấy này nhé. Đắp vào vị trí bị thoát vị đấy. Bác bị cả đốt sống cổ nhé. Thì cháu sẽ cho thuốc uống mạnh và đốt sống lưng trước. Xong cổ bác cả uống, thế là cả uống luôn. Đắp có thể là dùng một tấm giấy này không được. Thường thường thì em hay đắp bằng tấm vải này cho nó hiệu quả nhé. Thế là đặt lá lên. Mặt ngoài của lá bác nhân dùng một tấm giấy này không được. Hoặc là dùng một tấm ni lông, đắp một tấm ni lông này tốt hơn nhé. Ngày trước là người nhà bác đã bắt đây đúng không? Hay là tìm hiểu ở đâu? Đấy là bà xã bà ấy tìm hiểu thế mới thân con già kìa. Cứ hỏi thăm. Sao anh Huấn anh hỏi được mà anh không bắt từ đây? Chuyện với bác hỏi là nó là gọi tôi bằng câu nhưng mà bên ngoài xa xa rồi. Vâng. Không có đi lại với nhau. Vâng. Anh Huấn ơi, trước là viện của chị ngủ đấy. Vâng. Anh nhắc thuốc một thời gian rồi anh khỏi rồi. Hôm trước anh có sang nhà anh Huấn không anh? Dạ. Hôm trước anh có sang nhà anh Huấn không? Không, mỗi ba. À, ba sang hỏi thăm đúng không? Vâng. Dạ, anh Huấn anh khỏe bình thường rồi đúng không? Vâng. Đi làm công ty rồi. Đi làm rồi. Ngày trước anh nhiệt đấy, không được đâu. Vâng. Kêu khóc trên giường. Đó, thì tôi đắp lại đắp xong rồi nhá. Nào bác đắp thì bác tối đắp, ngày bác nghỉ nhá. Vâng. Không phải là ngày nghỉ tối đắp nhá. Vâng. Trên phim hình ảnh của bác thì bác bị nặng. N1, N2, N3, N4. Đặc biệt là trượt và thân đốt N4, N5 nhá, N1 nhá.
chưa chèn trước này, và chèn đến kinh đường sinh như chèn ống tủy này. Thế là cái mổ cũ N2 và N3 nó không được đi vào. Nó vẫn bị tái phát vào này, đây nhé. Bây giờ văn nặng nhất là N4 hay N5, N1 nhé. Và chèn ép đến kinh này, và chèn ống tủy sinh như hình tượng tê chân và xương phù chân nhé. Còn hình ảnh cơ khí cổ của bác là thì có hình ảnh phát vị và thoái hóa xương cổ nhé. Bác hiện tại xương cổ bác đau như nào? Cổ thì đùi thì cứ hơi mỏ. Vâng, nó tê tay không? Tê tay bùi rồi cổ lắm anh ạ. Vâng. Tê 10 đầu mà tay thế mà anh này nói chuyện mấy bác ấy. Bình thường hàng ngày ngủ dậy vo cái khăn mặt mà cũng khổ. Đúng rồi. Thì hình ảnh của bác thì phát vị cho xương cổ thái xương cổ C4, C5, C6 nhé. Thì là bó nhé, bác dặn bác với anh này nhé. Tối bác đắp thẻ bác nghỉ. Cái thứ hai là trước khi đắp bạn bôi nghệ ở đó khắp vùng vị trí lá đắp cái lưng nhá, bôi nghệ bạn bôi nghệ từ đấy ạ, bôi nghệ từ 5 ngày hay 1 miếng nhá. Tối đắp thì ngày nghỉ, hàng ngày sao lại đắp vào vị trí này nhá. Bôi xong rồi đấy, thế này thì sao lại hàng ngày hôm nay đắp tiếp, hôm nay mỏi ra lá ra trong ngăn mát lại sao lại đắp vào. Còn miếng lá chưa dùng nguyên bản lá ra con nhá, sao năm sao lại đắp vào 5 ngày sau có đường vứt lá đi, bạn không trong rượu thì bóp nhá, đắp vị trí này nhá, không được thì từ 3 đến 4 tháng là khỏi hoàn toàn. 5 ngày một miếng lá này. 5 ngày một miếng, 5 ngày một miếng. Thế mỗi một ngày là coi như đêm đắp, ngày bỏ. Đúng rồi. Xong rồi tối đến lại sao, xong rồi lại đắp. Đổ rượu, đắp y xì này nhé. Đổ rượu bao sao? Sát xong đổ rượu nhé. À thế. Rồi, xong xong rồi. Chị bị đau này bao năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau cái nào nhiều? Tê chân này chị? Chân này. Chị bao tuổi rồi? Thế nào? Sao bên trái nhiều nó? Hàng ngày bỏ lá ra lại sao lại đắp y xì này nhá. Cái này sao nóng từ 1 đến 5 phút rồi rượu đắp vào thôi. Nhé, có gì là đắp có uống điều trị thứ 2 đến 4 tháng.
cho ngắn vào đấy, lấy sang bên trái mà.